Bạn đang dùng các loại mỹ phẩm đắt tiền, thậm chí là những hàng mỹ phẩm xách tay nhưng vẫn chưa mang lại cho bạn được hiệu quả như mong đợi. Nguyên nhân, lý do vì sao? Hãy cùng theo dõi video này nhé. Chào các bạn, tôi là Chu Hùng Cường, hiện đang là nhà phân phối mỹ phẩm Dr. Lacy, đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn cấp cao của Phương Vi Spa. Hôm nay trong video này, Cường sẽ giới thiệu và giúp cho các bạn nhận biết được loại da của mình. Từ đó, các bạn có thể lựa chọn được những sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Đây cũng là bước đầu tiên và cũng là bước vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da của chúng ta. Trong cái thời gian mà Cường làm việc tại spa thì Cường đã tư vấn cũng như là chăm sóc điều trị bệnh lý cho rất nhiều khách hàng của mình. Nhưng một điều Cường nhận thấy là đa phần khách hàng của Cường đang nhận biết sai về làn da của mình. Từ đó dẫn đến việc lựa chọn những sản phẩm chăm sóc không phù hợp và kết quả sau khi chăm sóc mang lại không được cao. Mặc dù họ đã lựa chọn những sản phẩm mỹ phẩm, thậm chí là xách tay rất là tiền nhưng không mang lại được kết quả như mong đợi. Lý do vì sao? Vì nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm dành cho da hỗn hợp để dùng cho da khô, hoặc những người đang da dầu và lại sử dụng những cái sản phẩm dành cho da khô để chăm sóc. Điều đó là làm cho chúng ta không được cái kết quả tốt. Chính vì vậy, trong video này Cường sẽ giúp cho các bạn nhận biết được loại da của mình và có thể phân biệt được loại da của mình. Vậy da của chúng ta có bao nhiêu loại và cách nhận biết là sao? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào từng bước một. Thì da của chúng ta là gồm có 5 loại da, đó là da dầu, da hỗn hợp, da thường, da khô và da nhạy cảm. Da dầu, dấu hiệu nhận biết của da dầu là loại da tuyến dầu hoạt động rất là mạnh, lỗ chân lông to và mụn bề mặt. Bề mặt da thì dày, thô, xỉn và rất dễ bị mọc mụn. Loại da thứ hai đó là da hỗn hợp. Da hỗn hợp là loại da tuyến dầu hoạt động thất thường, dầu vùng chữ T, khô vùng chữ U, lỗ chân lông hai bên cánh mũi to và thường thì xuất hiện mụn cám, bã, mụn đầu đen, có vết nhăn ở đuôi mắt, rất dễ bị cả mụn lẫn bị nám. Loại da thứ ba đó là da thường. Đây là loại da mà rất nhiều các chị em mong muốn có được, bởi vì đây là loại da rất dễ chăm sóc, ít bệnh lý, tuyến dầu hoạt động ổn định và bề mặt da thì sáng. Nhưng nếu da thường mà chúng ta không chịu chăm sóc tốt thì nó sẽ rất dễ bị chuyển hóa thành da khô. Loại da thứ tư đó là da khô. Da khô là loại da tuyến dầu hoạt động kém, hoạt động ít, lỗ chân lông nhỏ và toàn bộ bề mặt. Nhưng bề mặt da thì thường hay xỉn màu, khô nên rất dễ bị nám do bị mất nước. Ở trước tuổi 35 thì sự phân biệt giữa da khô và da thường rất khó phân biệt. Chỉ sau khi mà qua độ tuổi 35 thì cái sự chuyển hóa mới rõ ràng. Còn da khô nếu chúng ta chăm sóc không đúng cách và chăm sóc không kỹ thì nó cũng rất dễ chuyển thành da nhạy cảm. Và da cuối cùng đó là da nhạy cảm. Thực chất đây là một loại bệnh lý và cách nhận biết của nó thì da nhạy cảm gồm có hai loại nhạy cảm, đó là nhạy cảm do bẩm sinh hoặc nhạy cảm do lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm, sử dụng quá nhiều những cái loại kem bào mòn lột tẩy làm trắng nhanh, dẫn đến tình trạng da của chúng ta rất là mỏng yếu, xuất hiện mầm mạch. Một điều nhận biết nó rất dễ, đó là khi mà chúng ta đi ra nắng thì nó sẽ đỏ và nếu mà gặp gió thì sẽ rát và rất khó sử dụng mỹ phẩm. Vừa rồi trên đây thì Cường đã chia sẻ giúp cho các bạn nhận biết được 5 loại da, từ đó hy vọng các bạn sẽ có được kiến thức để lựa chọn được những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, những cái dòng sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Cuối cùng chúc tất cả các bạn có nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về những cái kiến thức chăm sóc da cơ bản. Xin chào và hẹn gặp lại.